Rồi, thế còn cho đại ca lớp này. Mẫu này là mẫu X Future Thái Lan 565 rồi. Túi đẹp luôn này. Future Thái Lan. Cái này thì là bán cả trên Shopee những gì từ lâu lắm rồi. Hồi vân sắn carbon. Phần màu chủ đạo là màu đen. Không có vòng trong lỗ, cái này là 5H rồi. Cái vòng 5H này thì giá rất là rẻ. 36 thì 90 thì thôi. Mẫu này thì gần như là vẫn bán đều, cả em không làm video các thứ thì nó cũng bán được. Bây giờ gọi em bán. Sẽ đi lên trên phơ một cái phơ lúc sáng, còn một cái phơ xong lại nữa. Có mấy phơ chuyên là lồng này mấy em. Và làm không biết đi xe máy thì đi xe đạp thôi. Đạp xe mấy cây vẫn đạp được, không chơi được xe máy hay xe đạp điện. Xe hàng về đây, một xe này là chưa dỡ, còn là thường là lũ bên này là dỡ hàng rồi. Đang dỡ hàng. Bạn em là nhà cùng tuổi chơi với nhau từ bé là cũng bán đồ câu đây. Đấy, thì hôm nay tôi sắp tới là tính là hẹn là anh em là vài thằng bạn em đi câu để sướng em nhé. Đợt trước là hai vợ chồng ở đây làm sướng làm lồng ở đây. Có đường vào. Đấy, đang tính quay vào trong không thấy đường vào. Bà đi đâu ạ? Đóng hàng về gửi. Thành ra không có đường vào. Ngày trước thì em làm lưới, tự em cũng làm được các cái hàng đặt để chặn sông. Nhưng mà thôi, tại vì là có một thời gian là gần như không ở nhà mấy, toàn đi lang thang. Bà cũng không cho làm nữa. Xuống ngân hàng à? Hôm trước ai rút điện ở trên đấy không? Ở đâu? À, rút trên đỗ xá thì thành ra cam mới không xem được không? Ta biết à? Ta phải chắc cả hai là vẫn thợ vẫn thích nó con này. Đi luôn à? Đây đợi tí. Vậy cái khung 31 khung là bao tiền đó nhỉ? Tàu à? Cái lưới vạn này. Lưới để làm lồng. Thì nó rẻ.